Rồi, ok, xin chào anh em. Chúc em buổi tối vui vẻ. Và hôm nay chúng ta lại chơi lại từ The World Three Kingdom. Sau mấy hôm lỗi kỹ thuật nên hôm nay chúng ta đã có thể comeback lại được rồi. Đó là chúng ta đã chơi Trịnh Gia theo kiểu nữ như quốc, tức là chỉ tuyển tướng nữ, không chơi tướng nam, không có giao phối giao hợp gì trong cái tựa trong cái game này cả. Chỉ có nữ thôi. Và các trinh nữ là chúng ta vào đây hết. Đấy. Ai có chồng thì vào là auto bỏ chồng để xem là chúng ta có chơi được cái tựa đêm không. Vì nó là chơi only tướng nữ thì chúng ta sẽ bị hạn chế là chúng ta sẽ không có tướng hỏa và tướng mộc, đúng không? Vì hỏa và mộc là không có tướng nữ, còn lại ba hệ kia là có tướng nữ. Chúng ta sẽ bị hạn chế cái đấy. Nó cứ thử xét cũng lắm là toang cái gì. Đó, chúng ta vào game thôi. Chế độ vẫn luôn luôn quen thuộc là Legendary đó. Let's go. Trận loạn Ping Ren, Qian Yan Ri Jiu. Bạo nhuệ Đổng Zai, suy yi phu Zhu. Thiên tử, ren wei Zai Chen suo xie. Chào anh em nha. Zhu hầu si ji er dong, hu xiang gong fa. Chơi đến 10 giờ đổi bài mới được. Động đọng xiu, bản xin, min bu liao sheng. Còn class nữa không à? Chịu. Nói chung là chú hầu bạ ye, yi hou ji you ren. Gần như không có mốt thì xung đột cả. Mà mốt cát thì tôi chịu. Lữ bộ yu yuan. Hậu đạo tổng bị miếu thượng trên thượng quẩn quẩn chú công gan tinh được đó. Chú công. Chào anh em nha. Cái ưu tiên up cái nào mà nó có cộng về cái độ hài lòng. Bốn độ hài lòng. Cái này bốn độ hài lòng ôn này. Ba lượt này. Mà chúng ta chỉ nghiên cứu mấy cái liên quan đến tướng tím, tướng vàng và tướng thủy. Đó. Không áp mấy cái tướng kia. Chào anh em nhé. Rồi. Đập thằng này. Hoàng hú ba. Hy vọng là chúng ta sẽ chơi game một cách mượt mà, không bị crash. Hoàng hầu giang xiang, wo shi zhi ru cao jie. Wei you gong ming cai fu cai hui wan gu liu chuan. Tou xian yi wen bu zhi. Gong ming yong chui bu xiu. Wei tu wo ba ye. Wo jiang ta bian tian xia. Chiến trả. Quán chẳng bù trí. Chú ý. Chiến tại chiến sân. Dọn hào chuẩn bị. Hồ. Mình di được lên mà. Tôi đã nhìn không di. Quên mất điều đó. Chuẩn bị chương trình. Chuẩn bị khai trận. Vũ trí dũng khí. Bà triệu ô ôn từ 2 tháng trước rồi mốt nó lỗi tùm lum rồi sao mà chơi được.
Ba quy chơi mốt rồi phải chơi liền cơ, chứ còn để ngã cách mấy tháng sao mà chơi lại được nữa. Chơi nó lỗi lắm. Chào Nguyên Vũ nha. Bắn chết thằng tướng nói trong này. Chưa nhìn thấy. Lộ trình cái gì em? Tương ơn rồi. Tốt. Chỉnh như nước cạc gì em, như nước cạc của anh xưa nay vẫn vậy mà.
矢石已尽，拔剑杀敌，准备就绪，动作快点，速速前进，注意，准备好了，做好准备。妈呀，我送命了，đỡ tên yếu thật, cung nó bắn tí thôi đã rất dẻo.Không chỉ mà xưa nay anh có để unit cả cả có mặt mũi đó dùng cái này quen rồi sao quân anh ít vậy lúc đầu quân nó chỉ thế thôi hôm qua chơi tính làm gì em, hôm qua game bị lỗi thì mình chơi gì nữa, mình chơi bắt đầu lại từ cái này, hôm nay là game mới chứ. Quân chui vào rừng để mà cháy rừng mà quân chết con mình nhỉ? Mình đang hỏa tiễn thì đi chui vào rừng. Của đời sự kỷ, tứ hải truyền dương. Tuyệt bất lưu tình. Trảm kỹ sát tuyệt.Đánh đi lúc đầu đánh tay đi. Bởi vì lúc đầu hồi quân chậm lắm. Mình auto chết nó lâu hồi quân lâu. Phân lý chiến bản thân chính là lợi sự một kiện. Đầu đánh đập. Tôi đợi kỷ niệm vinh quang, có lưu danh với tử tôn hậu đại. Dân tâm sở dụng. Chú ý.箭在弦上，时机已至，等xem lính nó đâu rồi, 做好准备，bừa rồi bắn chết mẹ, 准备就绪，速速前进，敌军诡计多端，竟然慑服于此，禁军鼓起勇气。
是的，好。此部队适时以悉数用尽。 Quét là gì nhỉ? Chiếm Đông quận Mỏ Sắt ở bên này đúng không? Giao thương đối với Lưu Sủng thì cứ giao thương thôi. Đấy bà, chúng ta thảo luận. Mất gì đâu. Ni wo yi da cheng gong shi. Slot thì xem có tướng sau và tướng ấy sau. Thứ nhất mình chưa đọc được. Vừa tiến lên Đông quận Mỏ Sắt, nhanh không thằng Lưu Bị nó lấy mất. Ôi dồi ôi, vẫn cát anh em ơi. Sao thế nhỉ? Yêu hiểu. Từ đã, tôi... kiểm tra dữ liệu đã. Check lại xem có thiếu file gì không? Sợ là bị thiếu file gì đấy. Bực nhảy. Sợ là thiếu file. Nhiều khi mình lâu lâu mình chơi lại, mình phải check lại cái file của nó. Tôi sợ là thiếu mất một hai file gì đó. Nhiều khi mình dùng cái phần mềm dọn dẹp máy tính ý, đã xóa mẹ đi một hai cái file gì đó. Chứ bình thường ngày xưa chơi có bị làm sao đâu.
Bèn lỡ tí nữa đi. Chắc hôm nay làm 2K. Nếu mà ba quy vẫn cứ kiểu cắt như này, chắc là thằng mau. Nhớ anh em vẫn thích xem mau nhỉ. Mà mới lên. Kiểu nó, à đấy, ngay mà, ba tệp không thể xác thực. Bao nhiêu mê đấy. 700 mê, tôi bị mất 3 file 700 mê, thằng nào tôi bị cắt liên tục là phải. Anh em nhìn tốc độ đào khủng khiếp không? 7 mê này. Mạng nhà tôi là phải đào được 10 mê trên giây, 12 mê trên giây. Mấy hôm nay chắc nó đứt cáp thì nó không được lên nhiều, nó không lên nhanh được. Ngày xưa anh em biết cái game này, Rakion này. Ngày xưa hồi tôi chơi game này hồi cấp 2. Game này ngày xưa chơi hay lắm. Kiểu đối kháng ấy. Game này thì ở trên Steam nó cho free, cho lâu rồi. Không lót được này. Rakion này. Game này ra hồi năm 2005 thì phải, hồi tôi học cấp 2. Chơi bánh cuốn với liền. Cái này nó cũng có đi bàn. Nó cũng có kiểu đi bàn với nhau, với cả đi PVP. Hay phết. Nhưng mà nó lên Steam nhưng mà đồ họa nó không cải thiện nên là cũng chả chơi được. Đồ họa những năm 2005 thì cùi lắm, không nhìn được. Nó không hỗ trợ phân giải cao. Bắt ngọa long phượng sồ, game người ta là nhị nữ nhi quốc thì cứ bắt ngọa long phượng sồ. Game này chỉ có bắt nữ được không? Chục game tôi bắt ngọa long phượng sồ rồi. Chưa xem à? Ồ, trông thế mà ba quy mình chơi được 1140 giờ. Kinh phết nhỉ. Benderlog chơi được bao nhiêu? 271 giờ. Warhammer này, Warhammer tôi chơi có 73 giờ. Mình không khoái cái dòng fantasy lắm nên mình không chơi nhiều. Attila 376 giờ. Shogun 2 là 483 giờ. Shogun này là còn chưa tính hồi ngày xưa tôi chơi Crack. Tính là Crack thì nhiều lắm. Attila thì Attila ngày xưa mình chơi Crack nhiều. Mỗi ba quy là chơi chỉ chơi mỗi trên Steam. Lần này chắc không cắt nữa đâu. Mới bổ sung ba cái file thiếu chắc không cắt nữa. Trận loạn Ping Rừng, chiến yến rư jiǔ. Bào nüe Dǒng Zěi suī yǐ fú zhū, tiān zǐ rén wěi zěi chěn suò xiě. Zhū hǒu sì jī er dòng, hù xiāng gōng fǎ. Shí jú dòng dàng bù xiū, bái xìng nín bù liáo shēng. Shí jú gēng tì, zhū hǒu bà yè, yǐ hǒu jì yǒu rén.
Đây là mình chưa qua lượt đúng không? Giao thương rồi. Chưa qua lượt. Đó sẽ qua lượt thôi. Check 3 file rồi mà vẫn gratis. Đợi DLC của Ba Quy mòn mỏi. Lưu bị mà đi lên đây cũng phải mất 2 lượt. Mình sẽ lên đây. Thành này khá đông quân đấy. Lại có lượt thôi. Hết việc rồi. Thằng Lưu Bị nhiều khả năng là sẽ lên chiến đấu quận. Lúc nào thế? Anh em đợi tí tôi chỉnh này. Mình có 1.900 quân. Tiến luôn. Ở đây nó có 3.000 quân. Vây nó ở đây. Rồi, chả có việc kéo gì cả. Đã qua lượt. Hổ. Vậy luôn. Tốt. Đánh thế thủ càng tốt. Rồi đang tính đánh thế thủ. Mình có cung lửa. 终于开战了，我要好生享受。 话虽如此，但也该开战了。是时候将他们碎尸万段了。跟我冲！ Thiếu sức đích quân thủ rồi. Ở đây thôi.
nay clip sớm hơn, sớm cái 8 giờ. Tường nó cứ tiết tướng tính thì chạy à? Thank you.
Nhanh thế. Lính này người mấy khi mình dùng lính đấy rồi mà đa phần toàn dùng lính cố khiên. Bao sau cùng mình cứ làm cái gì đó cứ tự nhiên nó cứ chạy nhỉ. Ly nhỉ, mấy cái thằng tướng giết bớt đi. Quá phản nhé. Toang nào được. Bọn này chưa toang được. Sử sử dụng khí ở đây. Ý kiến xiao yếu. Đây là họ tự cứu yếu tự chủ. Đùa. Léo hiểu. Toàn mốt ảnh hưởng đến game đâu mà nó vẫn cát là thế nào.
Bực thật. Mày để sang trận rồi. Đéo hiểu. Đéo hiểu luôn. Sao ấy nhỉ? Tôi cũng dùng mốt gì đâu. Mốt viền hóa này, mốt mách dâm này, mốt better AI template này, mốt cờ. Mốt này là mốt gì nhỉ? Không nhớ. Nhưng mà như nâng cấp AI thì phải. Chả có mốt nào ảnh hưởng hay là... Hay mốt này. Mốt này là kéo dài tuổi thọ cho tướng thôi. Đấy, chả có mốt nào xung đột với nhau cả mà sao nó vẫn cát nhỉ? Check lại file thiếu rồi mà. Xong rồi mà vẫn cát, nếu hiểu. Không cho mình quay lại ba quỳ à? Damn it. Ủa? Nốt phát nữa. Tôi thử tắt cái mốt. Cái mốt mới đây nhất tôi add vào là cái mốt cuối cùng này. Thế này là đéo chưa được rồi. Khởi động thì hôm qua cũng ca liên tục rồi. Khởi động lại nó phải tắt Steam phiền lắm. Thế là không cho chơi ba quy rồi. Ba quy thế là hết rồi, duyên ta tính chấm dứt tại đây rồi. Đốt phần này. Duyên mình chấm dứt tại đây này. Thôi, ra bên lát anh em. Nhìn bưởi. Bà quy như bảy. Thôi ra bài đặt. Lỗi thừa lừa. Chả biết được rồi vấn đề gì. Tôi test cái này sau. Thôi ra bài lát. Để tôi off cái. Tắt stream này đi.